bé hết táo bón nhanh chóng, lại thích mê nếu mẹ biết tuyệt chiêu massage này. Xin chào các mẹ đang theo dõi video từ mẹ Binbon. Đầu tiên mẹ Binbon xin cảm ơn rất nhiều các mẹ, trong đó có nhiều mẹ bầu, có con nhỏ đã ủng hộ kênh chăm sóc sức khỏe của bé trong suốt một thời gian dài nhé. Chắc là mẹ nào có con nhỏ thì cũng đều như em, đã từng trải qua rất nhiều lần con bị táo bón dài ngày, kém ăn, tiêu hóa kém, nhất là các bé có cơ địa nóng trong. Hôm trước thì mẹ Binbon có đăng một video trên hội mẹ bỉm sữa, hình em Bon đang cười rất là khoái chí, mặt thì thích nê khi được massage bụng mà mẹ giới thiệu là massage chữa táo bón cho em. Thì sau đó đã có rất là nhiều người inbox hỏi em là mẹ Binbon ơi, làm cách như nào, làm sao thì hiệu quả cho em bé. Thì hôm nay em làm cái video này sẽ giới thiệu cho các mẹ từng bước một để mẹ nào cũng có thể thực hiện tại nhà, chăm sóc bé yêu nhà mình nhé. Mời các mẹ cùng theo dõi. Những điều cần lưu ý trước khi tiến hành xoa bụng cho bé. Đầu tiên là tạo một môi trường massage ấm áp và thư giãn cho em bé. Sau đó đặt em bé lên khăn mềm ấm ở giữa giường. Mẹ có thể dùng một số loại kem hoặc là dầu massage cho em bé chất lượng tốt, phù hợp với làn da mỏng manh của con. Thứ ba, chọn thời gian thích hợp. Với bất cứ cách xoa bụng để chữa táo bón nào cũng vậy, mẹ không nên xoa cho bé trước hoặc là sau bữa ăn, hoặc là khi bé cần ngủ. Loại bỏ bất kỳ các đồ trang sức nào có thể gây kích thích hoặc là chảy xước da của bé nữa nhé. Quan sát phản ứng của bé đối với từng cử động. Nếu như bé không thích điều gì đó thì hãy dừng lại những gì mà bạn đang làm và trấn an bé ngay. Giờ thì bắt đầu thôi nào. Các bước massage trị táo bón cho bé như sau. Massage bụng. Đầu tiên là bạn đặt ngón trỏ gần rốn của bé và di chuyển theo chuyển động cùng chiều kim đồng hồ, xoa tản đều ra tới mép bụng của bé. Lần lượt dùng một ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh, sau đó mẹ bung toàn bộ lòng bàn tay, nhẹ nhàng ấn xuống. Sự ấm áp từ lòng bàn tay của mẹ sẽ giúp cho bé cảm thấy dễ chịu và kích thích hoạt động ruột của trẻ. Khi xoa thì mẹ nên dùng lực vừa đủ, không ấn quá mạnh. Mẹ cũng phải luôn đảm bảo rằng mình đang di chuyển bàn tay theo chiều kim đồng hồ, chuyển động tròn. Điều này tuân theo dòng tiêu hóa của bé và giúp tạo ra chuyển động bên trong nhé. Bạn hãy quan sát cảm nhận của con để có những điều chỉnh phù hợp nhất cho bé và thư giãn cho bé nhé. Tiếp theo là massage chân. Ngoài cách massage ở vùng bụng thì các mẹ có thể tham khảo một số cách massage ở chân để điều trị táo bón cho bé. Massage chân hay còn được kết hợp với bấm huyệt thường mang lại hiệu quả điều trị táo bón cũng rất là tốt nè. Cách massage chân điều trị táo bón ở trẻ như sau. Mẹ dùng ngón tay để xoa bóp ở giữa gót chân, sau đó tiến đến xoa bóp ở lòng bàn chân. Thực hiện xoa bóp bắt đầu từ cạnh bàn chân đến vùng trung tâm chân theo đường hình tròn. Lặp lại các động tác ở bàn chân còn lại. Đối với em Bon thì em thường áp dụng cả hai cách trên kết hợp vì nó cũng tốn rất là ít thời gian, khoảng 20 phút mỗi ngày thôi. Trộm vía là vừa giúp con thư giãn mà các mẹ trông mặt em bé lúc được massage kiểu rất là hưởng thụ ấy. Bên cạnh đó thì cách này cũng giúp cho em không cần phải lo lắng đến vấn đề táo bón của con. Có dấu hiệu táo bón là thực hiện massage sẽ kích thích con có thể đi ị rất là nhanh. Ngoài ra, mẹ nhớ bổ sung thực đơn ăn uống giàu chất xơ và rau củ quả để khắc phục tận gốc chứng táo bón cho bé nhé. Chúc mẹ áp dụng phương pháp này thành công để luôn chăm sóc em bé khỏe mạnh và vui vẻ. Đăng ký kênh của mẹ Binbon để chia sẻ thêm nhiều kiến thức hữu ích cho cả mẹ và em bé nha. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mẹ trong các video tiếp theo.